Đang cầm machine gunner vậy nè, cầm lựu đạn đi thuộc chơi. Nó đang bên Delta nè. Xong lên anh em. Delta sao qua ra bộ rồi ta. Sao nấp vậy? Ui, anh này dọc xuống anh cũng biết. Anh cũng biết, anh này cũng đang tính hỏi. Tại anh ấy, anh vô luôn rồi, anh chưa coi lại, để lát coi lại. Một bộ bậy luôn. No, 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 no. Núp lùm. Nào, chỉ tới đây chạy hộp cho gì. Ủa, mày đang vô bên nào vậy bạn? Tao đang, tao mới đổ qua đeo bao. Tao mới vừa bị chết bà. Bên kia cầm, stay. Ôi, bắn gì cộng. Ôi, chết một thằng gì cộng rồi. Một thằng gì cộng. Mày đi đường nào gì béo? Tao biết đâu, tao đi lại rồi bạn. Chẳng ghê gì. Ôi, cái gì ghê vậy? Ôi, lên lầu. Trời ơi. Lên lầu ơi. Lên lầu bắn cho chắc ăn. Lên lầu núp lùm đây. Đi đường vòng đi mấy bộ. Ơi, có thằng kia núp lùm. Ây! Lấy em ba chạy. Run. Lính thường. Whiskey ready. Spawn ngay chỗ bèo được. Chờ chưa được bắn nữa. Recon is in. Nãy giờ đâu bắn được một thằng, nãy gặp được thằng gì tổng. Ủa? Giúp điểm anh ơi. Có chiếc vết 3 này, ai muốn thử không? We are taking alpha. Quyết tâm, có lộn, quyết thăng là con mẹ gì? Nó nói gì vậy? Nó có nguyên cái bảng đề chữ quyết thăng thiên hả, quyết chết hả? Hay sao? Quyết thăng là sao anh cũng không hiểu, mặc dù anh là người Việt quá đúng không hiểu. Quyết thăng, thăng chức á. Ờ, hình như quyết thắng phải không? À, không phải, nó ghi chữ quyết thăng qua. Nó cái bom luôn mà. Nó ghi chữ thăng mà không có dấu sắc mà, không có dấu sắc mà. Quyết thăng. Thăng thiên. Nó vô được, nó vô mấy cái căn nhà được có phải không? Nó nói là nó đang xả đạn khúc nào á. Ủa nó cộng dồn vô cái kêu hồi dùng nãy giờ á. Nó bắn đâu rồi. Ok nào kìa. Ôi mẹ ơi. Ủa tao đang chiếc UB hả? Trời ơi, nãy giờ bò chiếm chỗ A mà tưởng địch. Cầm lựu đạn bắn luôn. Anh vô cái trụ sở vậy luôn rồi nè. Anh A hai bên vậy? Đèn bên A. Một bé. Ngon. Ui. Ui. Bắn rồi. Ô gì cộng ở đây quá trời luôn nè. Hai ba đứa. Rồi tới được Alpha nè. Đang kiếm sở, đang kiếm nhiệm sở nè. Sao bộ giết nhau vậy? We are taking Bravo. Cái gì nó bắn gì ghê vậy hai ba mẹ. Ô bộ anh ra đây hết rồi. Nice. Trời ơi. Cái gì đau quá nào. Anh đang trong trụ sở gì nè. A hay B? Anh đang gần khu B, gần khu B. Anh không nghĩ là có việc trọng ở đây. Em đang khu B, em đang khu A nè.
Mày để lên đà hả? Đà. Ừ. Ôi. Ừ. Có gì đó vậy? We have taken Bravo. Hình như anh thấy em rồi, của anh chết hả? Đứng chỗ này nó hồi đạn hoài luôn vậy. Còn trong khi bắn thì từng di. Này, ơi! Má vừa thấy luôn. Chết nhảm thầy quấn rồi. Sao spawn này cho này sao quá. Vậy mới nói có nhiều pha nó bắn gì lẹ anh cũng tất cả được. Đẩy thành đi các bạn ơi, đẩy thành đi. Cú xe kìa. Thả bom hay là gì. Bánh mì ra vậy. Gì ta. Có hầm. Rồi một bé chết, một bé gì cộng đã chết. Má, nó bắn em không? Anh bắn nó. Ơ, có thằng gì cộng số lưng em vậy? Không, bắn nó xuyên mình kìa. Ủa, anh bắn em hả? Ờ không, anh bắn nó mà, anh bắn nhầm. Sorry, anh bắn nó. Lỗi anh, em spawn cho anh được. Tại nó cứ chạy ngay người em á, nó dí vào sau lưng em. Cái tát cái tát cái ngay người luôn. Mà bắn nó không được má. Ừ, lỗi anh. Không, sao, anh tát một cái hai người chúng em, cái tay nó chạy sau lưng em, chạy sát quá. Dí được nó rồi. Spawn cho anh, anh còn sống mà. Một bé cái đầu xuyên đảo. Ồ nó sao sai vậy, nó bắn không biết bắn dính. Ôi, bỏ đi. Sau lưng. Má anh vừa mới thấy nó luôn. Tôi bắn ngay sau lưng em spawn cho anh được. Được. Cái này nó cho spawn ngay chỗ đồng đội, spawn được mỗi spot đi là. Anh vừa mới thấy nó đứng sau lưng em là nó bắn em luôn. Ngay chỗ chứa mạo bánh mì á. Hurry, get in the fight, soldier. Ơi, nó bắn bên phải cơ thằng. Chờ lâu đại. Ơi, bé chờ lâu đại dính rồi. Hả? Dính này kìa. Ôi gì rồi, hai ba thằng. Anh dính được một thằng. Anh đang trong phòng nào đó biết. Phòng ôi, đâu. Ủa em bên nào vậy Bèo? Vừa phòng bánh mì á. Biết gọi bánh mì mà em bên nào? Không biết, chưa biết, em chưa vô. À. Thôi cái này nó không có báo cho mày nữa, lúc nào mày bắt quyết định thì mày phải nhìn cái kill đó. Ê! Hỉ xây bồ, hỉ xây bồ. Sao chưa chết nữa? Ừ, chết rồi nè. Hả? Chán vậy? Lán ở cho spawn ngay bồ đỡ biết mấy ha. Đâu vậy em? Từ chưa vô ba. Tên như mày có một cái súng không? Súng lục bóng. Ê, nhưng không có, tao không có súng lục mày ơi. Tao cũng đâu có súng lục đâu. Ờ, đâu có đâu, nó trong bên đồng mày đâu đổi được đâu. Như tao đang đứng sau lưng. Cyber arm nó ghi non available mà. Như tao đang đứng sau ai nè, chung SWAT nè. Ê đợi rồi, chạy nhanh quá mà. Từ đợi, tao đứng sau lưng nè. Chạy nóng tiêu rồi. Chạy nóng tiêu rồi. The fuck. Diệt cộng nè mày, diệt cộng nè. Anh mới giết được một thằng núp lùm. Chevasit 4m. Này thì núp lùm xem. Mày thì Black diệt cộng. Black in on lại. Hả? Black in on lại. Ôi, sao khu này nhiệt cộng nhiều quá vậy? 3-4 hạng luôn. Nói chung mình là squad của chung mà. Chết rồi, team kill rồi. Sai chiến quá khu, sai. Khu C, B, A vậy kìa. Sai quá sai. Ơi, bên trái có việc cộng, Ở bên phải có việc cộng chứ luôn. Má cái map này chơi cũng 64 người mà nó thấy khó giết người hơn cái. Ơi mày spawn ngay squad leader được á. Mày spawn ngay squad leader được á. Spawn ngay chỗ Bèo đi. Cái nhịp độ nó chậm hơn thằng Battlefield ha. Ờ Battlefield nhiều với là bắn mày kiểu. Cái nòng ngắm nó khó mày kiểu như mày muốn làm trick shot cái gì. Ở trong cái nhà đúng rồi Bèo, trong nhà nó một mày yêu quá mà nãy nó bắn anh đó. Anh bắn được một thằng chứ đâu mấy thằng kia xuất hiện quá.
Rồi rồi, chị cổng đâu rồi? Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, trong nhà kìa, trong nhà kìa. Đụng nó, bắn nó, bắn nó. Giết. Anh tưởng nó đằng sau quá, what the fuck. We are taking echo. Đừng chết đâu, đừng chết, đừng chết, đừng chết. Bị tiên là bị tiên rồi. Ê, ê, có kêu cam coi đường nào bác. Hồi sinh có nhìn thấy dây đằng trời. Rồi, rồi, rồi. We have lost Delta. Cậu bắn ghê quá. Rồi, gì cậu bắn ghê quá. Cái nòng rùa này khó bắn. Qua bên E đi, qua bên E đi. Promoted to Swan Leader mà anh dễ chết lắm mà mọi người spawn vô anh đủ kịp. Nó đẩy lên này kìa, nó đẩy lên này kìa. Qua bên E đi. Bọc ngoài đường ruộng á. Quốc lên anh em, bọc ngoài đường ruộng kìa. Nãy anh giết được một thằng. Đúng rồi, đường ruộng ra, đường ruộng gì mà ruộng. Ê, chết. Ở ngoài ruộng có hả? Nó đứng bắn chết quẹo rồi. Ừ, cũng thấy, ấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, xa quá. Cái đồng cù này khó bắn quá. Trời ơi, nó kích. Mấy người đi xuống đâu vậy? Rồi kia có mưng lên núp lùm ngoài rừng nó ơi. No. Có ngoài ruộng nha. Rồi. À thấy rồi. Nào nó gọi cái gì vậy sao á? Hình như commander nó gọi vậy. Cái này nó không có làm kiểu như là địch là không có tên luôn cho rồi, hoặc là địch không có thanh máu gì á. Để cho mọi người ta dễ nhận biết người ta bắn chứ. Ôi! Sao đông quá vậy? Đông quá vậy? Cái này không biết khi nào mới thắng luôn á mày. Nhìn cái bảng bên kia kìa, đội đặt đội mình đang thắng á. Ủa thua chứ mày. Nó đang thắng mày kìa ba. Mình màu đỏ mà ba. Mình màu xanh ba. Mình màu đỏ. Mình màu xanh. Màu xanh. Đúng rồi. People of Army ở Việt Nam kìa, ba là màu đỏ kìa, mình xanh lè là Mỹ. Mình là United States Army mà. Thì đó thì mới nói là mình là màu xanh mà. Mình màu xanh là Mỹ nè. Ta nói tao màu xanh, tao nói là mình màu xanh, mình đang dài hơn mà thằng Việt Nam nó đang đẩy lại kìa. Ừ thì đó, tao nói vậy mà. Ý tao nói là tao đang giải thích đó, hiểu không? Tao đang giải thích đó, là đỏ là đỏ là Việt Nam. Cái loa tao ồn quá ba. Hiểu không? Đỏ là đang là Việt Nam nè. Má mày là gì? Đủ bánh ông vậy? Đúng quá, nó núp lùm mắt ghê luôn á. Đồ. Tao đang nói chuyện với mày. Mày hạt tao vô mới ham lên, bọt hạt ngay đầu. Đồ. Game núp lùm quá. À, đúng quá. Cộng núp lùm mắt ghê luôn. Rồi nhớ rồi, mấy hàng sniper đúng kỹ. Vô là thi nhau biết sniper mà. Mình nhìn chắc có mỗi sniper là có 32 này làm gì đây vậy? Có thấy địch mẹ lên bị cộng. Đánh chọc quá rồi. Để đi nghe cộng nha. Để đi nghe cộng nha. Ôi sao lắm. Đi. Anh mới giết đồng đội quá. What the fuck. Má team kill anh với anh này anh cố tình quá. Ê. What the fuck man. Thằng chỉ có cái AK ngon vậy. Ờ bắn ngay đầu nó không chết luôn á. Ảo gì. Việt Nam mà ba. Mình động cho sao. Hết chỗ spawn rồi. Này giống cho spawn cái bộ đó. Đấy, farm nghe mấy bay á. Á, anh. Em giết đồng đội em bị đợi 25 giây. Trừ 5, trừ 10 điểm á. Ừ, trừ 10 điểm mà bắt đợi 25 giây. Quá, bị gì cộng bắn rồi. Má, gì cộng không có... Gì cộng không có máy bay bay nhưng mà được cái skill núp lùm vãi cái ghê. Trời, giết 3 thằng được có 5 điểm thôi. Cái gì vậy? Ấy. Nó đúng kiểu OB luôn á ba. Đấy. Thấy mày con chó. Thấy mày con chó. Đủ má anh mới giết một đứa. Má vậy cái. Ờ thấy rồi, thấy mày giết một đứa. 77 mét nha mấy đứa. Má. Má nghĩa gì nó đâu nghĩa là nghĩa. Má mày luôn. Vậy luôn. Rồi có cho đạn có cho đạn không? Có cho đạn. Có mất đạn không? Mất máu không? Đó cho bèo đạn, mới cho bèo đạn. We are taking Delta. Hay chưa? Nghĩ qua đồ đạn mẹ rồi. Ôi hình như cái chỗ này anh bị bắn đó, đó vừa mới nói. What the fuck?
Nó bắn từ đâu vậy? Cái này không cho con kêu ca mà nó bắn từ đâu vậy? We have taken Delta. We are taking Delta. Echo is being attacked. Delta is being attacked. Má cho gì cộng nhiều hơn, má gì cộng núp lùm ghê vậy luôn. Ủa mày chơi FPS như bao nhiêu FPS? 60. 60 đứng luôn hả? Ừ. Núp lùm. Một viên rồi hỏi núp lùm luôn. Đó, đẹp chưa? 34m nha mấy bạn. Khi mà anh thấy thằng nào núp lùm là nó chết liền. Nói, cái game này khó nhận biết quá anh. Kiểu như em thấy nó nhưng mà chưa chắc hẳn là nó nữa. Bắn đâu đây? Bắn gì cọc? Nó đứng nào ra núp lùm lộn ghê vậy? Bộ lò màu xanh y chang. Quá ghê quá. Đúng rồi. Ấy, ấy, sao tụi bị kẹo rồi? Tha bom hay gì vậy? Nghĩa nó bị ăn bom vậy? Không, không, hình như anh thấy em bị ăn bom quá. Em bị ăn bom. Anh đứng gần đó nhưng mà anh không bị quá. Còn sống, còn sống. Rồi, vừa nói luôn. Chó đẻ, ờ không, về đây. Em bị cộng bắn bên tay phải nha. Còn có 1 phút mà mấy đứa ơi, thua bà rồi. Ủa gì vậy? Thôi gì cộng xuyên nghĩa rồi. Ủa cái gì mà, ủa anh đéo thấy luôn á ba. What the fuck, ủa sao mày hành danh đang thù lùi luôn rồi. Nó xuyên một phát ngay đầu luôn, what the fuck. Foxtrot is being attacked. Mấy cái bộ tiếp thì hay mà cái gameplay nó hơi ngào, hơi ngán. Bắn hiện tại nó đúng rồi, cái game này gameplay bắn ngán thiệt luôn á. Alpha is being attacked. Không có hay mà. Em thấy mấy thằng Mỹ nó chơi vui lắm mà. Ờ đúng rồi, thấy mày Mỹ chơi vui mà sao vô đây vậy? Hoa khoai sao? Ừ, nó cứ bựa bựa sao? Ờ, nó không có được feel quá, ờ, chạy chưa quen. Rồi cho tao xuống, cho tao xuống, cho tao xuống, cho tao xuống. Tao không bao giờ thấy mặt tụi bay luôn á. Đi đi, bèo, anh ở sau lưng em nè. Ôi, chỉ này vui lắm rồi bèo. Sao tụi bay spawn được cái đó hay vậy? Má bèo, bèo gắt quá bèo. We have lost Foxtrot. Rồi, thua rồi. Thua rồi. Đi đường gom lại cùng. Stay alert. We're nearly there. Thấy không? Không nhiều, hình như có một người là nó không có lửa. Come on man, so close now. Come on man, so close Charlie now. Charlie is being attacked. Come on man, come on man, come on man. Xe có đứa chiếm. We have taken Echo. Delta is being attacked. Được cộng 50 điểm. Nãy lên là 3 luôn. UD, UD bị chiếm rồi. UD này bị chiếm được. Sao anh cam ở khu C. Khu 6 lên được tới khu D nhanh vậy. Đây ta đang kịp mang đi nhiếm là khu D nè. Anh tưởng cái đầu hay gì. Mấy gì cộng ghê lắm mà nó phải canh nó cẩn thận. Làm như này cầm súng mà rung tay dữ vậy ta. Có đứng đâu ở trong nhà có ai không ta? Chắc không. Oh no, what the fuck. Sao này bắn được hay? Mẹ thằng bồ. Team kill phải cứt thiệt chứ. Cái game này nó không chỉnh, nó cứ bị team kill hoài, bị team kill mẹ. Em kia vô tình đi cố tình, cố tình á, đừng có bấm bấm NB ba. Em bấm N, xong rồi em bấm B hả? We have lost Delta. Bấm Y hả? Ủa, chứ em bấm No Problem, bấm sao? NB thôi, bấm chữ NB thôi. Đây, đang ở D nè. Rồi. Ê, chết mẹ. Rồi, dính đầu thằng rồi. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, dính đầu thằng rồi. Ờ, hay dính đầu rồi, đúng rồi. We are taking Delta. Nó có một thằng ở trong á. Em mới giết anh được. Gì vậy? Ghê thiệt. Ở đâu rồi? Em bắn được hai thằng rồi nè.
này thì canh bố mày nè, một bé má anh này tính núp lùm đây. Má anh đứng anh canh cho spawn của nó bà. Trò này bắn cũng đã chứ, má bắn viên nó chết rồi má. Thì nó giống cái trò gì CNC á. Lên nè, kìa lên nè. Lên gì? Ở đâu, ở đâu? Rồi chết rồi, chết rồi, có ai bắn nó chết rồi. Anh đang ở đâu, điểm nào vậy, anh đang điểm D nè. Squad AC. Dính luôn, dính liền. C có 2-3 đứa nè. 92m, dắt liền. Nó công nhận canh cái chỗ spawn của nó ăn gắt thiệt chứ. Cầu nó đi nghĩa đang bọc xe đứt đó nè. Thế hả? Nó miền Tây sông nước má, miền núi sông nước cái gì ta. We are taking Bravo. Ai ôi trời, cái nồng ấm nó cứ lờ. Trời ơi, ba thằng lận đó trời. Trời không có dụng mà nó nhìn như kiểu thằng nào sniper là chết á. Dính liền, chạy đâu má, anh mày canh mày nãy giờ. Đại nó bắn súng nó canh anh ba. Cái gì khui có ai không ta? Sốc em 2 duyên kiếp mẹ luôn. Thôi thôi. Không thấy rồi. Đó có tiếng sniper. Từ đó anh đang tìm mấy nó. Nó có chiều hướng bao nhiêu em đọc cái số lên. Một phát cái đầu. Dưới thằng sniper rồi. Má nãy giờ anh như nó bắn quăng lại hoài luôn. Má nãy giờ anh với thằng này cứ bắn quăng lại hoài. Một xe chiếm luôn là khu E mất lại. Khu xe đang có thằng ở trên đây nè. Có giống màu đỏ đó. Que đang bị chiếm, giờ chiếm que đi. Ê! Gì bắn bò, gì bò. Ê, chết cha bắn nhầm ba. Chết cha bắn nhầm ba, chứ tưởng nó địch ba. What the fuck. Ê, bắn tát đúng đẹp luôn ba, mà đừng có nhìn là ngủ bù. Tại ông kêu là trong đây có thằng. Chứ được rồi. E đi bò. Ê, có thằng nữa. Xe có người. Chết rồi. Hey. Cái trò niềm á, ủa cái nó có cái bản Rising 1 á, Rising Storm 1 á. Ơi có hàng trận đồn. Nói tiếng của trong miệng chen không á. Mày chạy đâu. Bravo is being attacked. Chạy đâu. Ê rồi. Ủa có mìn nữa hả? The fuck. Có mìn nữa hả? Đặt mìn của bò. Ủa lũ nó đặt mìn luôn cũng chết luôn á. The fuck. Quá bắn đẹp mấy cứ tôi luôn, làm mình cứ buồn chết đúng xạ luôn. Qua kìa. À, nhưng mà anh thích cái súng ngắm của dịch cơ lộn của Mỹ không ạ? Của Mỹ bắn đạn. Mấy người đàn chúng bon buồn quá chết đúng xạ luôn. Quá giết lộn. Nãy anh quanh tát một phát ngay đầu kia mà buồn cười lắm. Hỏi anh quanh tát đúng ngay đầu kia luôn ba. Mà nhìn ủa rồi thằng lồ mày mồm mà. Charlie is being attacked. Ừ, quá rồi. Charlie bị đánh rồi kìa. Nó vừa ra khỏi sao. Ờ, quá vừa quá, nó đang bị đánh rồi. À, Redden, à, nó đánh theo dãy đúng không ba? Nghĩa là nó ngối á. Đi đi coi đi. Để xe còn nào đi lên không chứ. Nghe đang chiếm.
Mình chạy quân C. Thấy nè, thấy nè. Hình như nó thiếu người, nó không có chiếm được. Trời ơi. Delta is being attacked. Chiếm nó luôn. Nó quân C trời. Ôi chết, hay quá. Quân C mới bỏ, bộ quân B bị chiếm luôn kìa. Từ từ mất lại đó. Sao tôi mới bắn một đứa à. Thôi mày, vô tới game này mà quân bị ra xấu ám à. Kìa, thằng kia tao mái mà. Lộn. Cái lộn mấy cái thằng này nó cứ đứng chỗ đó hoài luôn. Thằng nó cứ chơi. Không biết là tới lúc mà em bắn nó, anh cứ tưởng nó là địch không mà. Thằng nó cứ đứng chỗ đó hoài. Chắc đứa nào vậy?